Mày thấy đợt này Nhung quan tâm hơn đến tao đúng không? Đúng. Cô Lụa bảo nhá, em Nhung còn thỉnh thoảng lôi hình của mày ra, ngồi một góc ngắm nghía rồi tủm tỉm cười một mình đấy. Giờ ơi à? Chuyện bình thường mà. Tao thích Nhung, Nhung thích lại tao có gì lạ đâu. Tao không lạ. Mày có phải gu của cái Nhung đâu. Hồi trước thôi. Bây giờ gu của Nhung là thích người chững chạc, trưởng thành cơ. Ông trưởng thành nhá. Tất nhiên. Mà mày bảo đi lấy phôi xà phòng cơ mà. Phôi đâu? Chán rồi. Không muốn làm nữa. Thằng Hâm. Sao? Mới đi ra nắng có một tí thôi đã ấm đầu rồi à? Suốt ngày hùng hục kiếm tiền, cha đây làm cái chó gì cả. Có chuyện gì à? Có chuyện gì thì nói ra xem nào. Cứ để trong lòng rồi nó thối ruột thối gan rồi đấy. Tao hỏi mày nhé, thế mục đích mình kiếm tiền để làm cái gì? Thì để chăm lo cho gia đình, rồi thì chứng tỏ bản thân. Ờ. Thế xong cứ mải mê kiếm tiền, thế nhớ ở nhà con vợ mình nó đi cặp bồ cặp bịch với thằng khác thì làm sao? Chị Ánh, nếu mà cái vụ xà phòng và ông khách Việt Kiều kia khó quá, để tôi giúp cho. Cậu là ai? Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Chỉ có ba cái thằng ất ơ báo đời kia mới không phát hiện ra được âm mưu của chị. Chứ thằng Phúc này mà đã đánh hơi những việc xấu xa, chỉ có Chuẩn không phải Trình. Thế thì cậu cứ vo ve đánh hơi đi. Ok. Tóm lại là chị muốn tôi sẽ khui ra cái mưu đồ của chị với ba thằng kia, hay chị muốn tôi giúp chị lừa được ông khách Việt Kiều? Mưu đồ với lừa đảo gì ở đây? Cậu đừng có nói linh tinh. Ôi, cái vụ xà phòng ấy, với vụ ký ốt của đoàn thanh niên, tôi biết thừa chị đang toan tính điều gì. Chỉ cần chia chắc sòng phẳng thôi, tôi sẽ giúp. Mình là dân làm ăn mà, đôi bên cùng có lợi. Ok. Anh Thắng. Chào Nhung. Cưới ai mà cứ dầu dầu diềm diềm ấy? Cưới Vân. Con Vân mà cắm sừng anh á? Nó không có liêm sỉ à mà dám vác mặt mời cưới anh? Hay nó tưởng anh là gà? Thì anh là gà thật mà. Vớ vẩn. Làm gì có con gà nào mà học giỏi, thi đỗ đại học điểm cao nhất làng như anh. Em nó hơi bị hâm mộ anh đấy. Mà em tuyên bố luôn nhá, em Nhung đi vắng thì thôi, bây giờ em Nhung về rồi, không để cho đứa con gái nào lừa gạt anh đâu. Em xử hết. Thế Nhung cũng đừng lừa anh nhá. Tất nhiên rồi, em lừa anh làm gì? Này, mải chém gió quên mất, mang giò cho anh ấy. Ngày xưa lúc con lấy anh Tiến, mẹ đã không cản được con rồi. Thì bây giờ con có bỏ hay không, mẹ cũng không can thiệp được gì đâu. Còn cái lão Bính nữa, mẹ đừng có gán ghép con với ông ấy nữa, con không thích đâu. Làng xóm người ta cười cho đấy. Mày đang báo hiếu tao đi à? Hả? Tao nuôi mày lớn bằng như thế này, mày chưa báo đáp tao một đồng một xu nào. Thế bây giờ tao lo cho mày, mày lại còn nói ngang nói ngược. Mày lại còn thích tao không được tham dự vào cuộc đời của mày nữa. Mày láo hỗn với mẹ mày như thế, mày nuôi thằng Đô á, nó học theo mày thì liệu nó có nên người được không? Alo cô à? Cháu đang định mấy hôm nữa sang đóng tiền nhà cho cô đây ạ. Sao thế hả cô? Cháu lại không biết chú phải đi viện à? Dạ thế ạ. Vâng ạ, vâng. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Vâng, cháu chào cô ạ. Có chuyện gì à? Cô Tâm mẹ, cô ấy đòi nhà, sang tháng cô ấy bán rồi. Thế làm bây giờ mình phải dọn cái salon này đi à? Mà cô chỉ cho một tuần để chuyển thôi. Biết chuyển đi đâu bây giờ? Mà con cũng không còn tiền nữa cơ.
Bây giờ chuyển cửa hàng con lấy đâu ra tiền? Thôi thôi nha, tao không còn một đồng một cắc nào đâu. Mẹ ơi, con vay mà chứ con có xin đâu ạ. À, tao đã nói không là không. Bây giờ là tao phải cứng rắn với mày. Lúc trước mày lấy thằng Tiến đấy, mày tự vỗ ngực là sướng khổ con chịu. Thế mà tao vẫn cứ mềm lòng, tao xuất tiền cho mày để mày mua cái nhà kia. Bây giờ thì đừng hòng nhá, tao không bỏ ra một đồng một xu nào nữa đâu. Trừ khi mày bỏ thằng Tiến thì may ra tao nghĩ lại đấy. Ai chà, ông bạn già lâu lắm mới nhìn thấy mặt. Bạn bè gì? Kẻ thù. Thù gì mà dai thế? Này, sắp xuống lỗ cả rồi đấy. Bạc tình bạc nghĩa, hèn. Ông bỏ đi lấy vợ để cho em lụa đơn chiếc nuôi con, giờ lại trách tôi. Tôi đã bỏ đi làm ăn xa để ông có thể đến với lụa, mà ông để lụa lận đận đến tận bây giờ. Tôi khiến ông nhường lụa cho tôi à? Ông có biết ông bỏ đi, bạn bè xì xào đổ hết lỗi cho tôi với lụa, tôi còn vui vẻ gì mà yêu với chả đương. Ngụy biện, cúp đuôi bỏ chạy để lụa buồn khổ bao nhiêu năm, giờ còn quay về đây gây sự à? Tiễn Phong này, thằng nào chạy trước à? Hồi đấy nhá, ông mới là cái thằng hèn, là cái thằng cúp đuôi. Tôi mà có điều kiện như ông á, nhất định tôi không để cho lụa phải khổ. Nghe dậy đây này, nghèo không phải là một cái tội, nghèo mà hèn mới là một cái tội. Hồi đấy mà chả nghèo, thế cứ nghèo là được, bỏ hết lại mọi thứ sau lưng để mà trốn à? Ông nói hay thế, sao ông không lo cho lụa? Đi biển biệt mấy năm, về cưới vợ ấm êm một đời, giờ lại đổ hết tội cho tôi. Này, thế ông làm thế, ông có cảm thấy đỡ có lỗi với lụa hơn không? Chả có lỗi gì cả, bao nhiêu năm nay tôi vẫn làm bạn với lụa, vẫn hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Còn ông bây giờ giàu sang như ý rồi, quay về đây làm gì nữa? Cút và lướt đi cho nó rảnh nợ. Vớ vẩn.